trước đây da mặt của cô là nó bị nhăn rất là nhiều, chạy xề đó, hai má chạy xề này, với là râu rồng, đuôi mắt thì bị nhăn, với hai cái rãnh ở trán nó bị hằn sâu rất là nhiều. Cô đến đây làm BB Thanh Mai, cô làm phương pháp nâng cơ và xóa nhăn, mới làm mà cô cảm thấy cải thiện rất là rõ ràng, da mặt được căng lên, cải thiện rất là nhiều. Nghe bác sĩ nói là làm phương pháp nâng cơ và xóa nhăn này khoảng 2 tuần nữa là sẽ cải thiện rất là nhiều, da mặt nó phải đẹp hơn bây giờ nữa. Mới làm xong mà cảm thấy là ưng ý rồi, 2 tuần nữa chắc đẹp và trẻ ra nhiều lắm đây. Nói chung là cô cảm thấy làm cái phương pháp này không có dùng đến dao kéo, nó chỉ là dùng máy cho chạy vào da mặt mình, cảm thấy nó ấm ấm, nóng nóng và châm châm chích thôi, chứ nó không có sao cả. Cô cảm thấy dịch vụ này rất là an tâm, là hài lòng. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi xong một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức. Mọi người hãy cùng đến với Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,